Xin chào mọi người. Con này mê phim quá. Đây là hành trang của mình chuẩn bị đi Sài Gòn nha mọi người. Đây là ba lô này. Đây là gạo, rồi bắp. Đây là nhà mình nha mọi người. Trời ơi, bây giờ mới 5 giờ. Là đồ nghề của bố. Đây là nhà mình nha mọi người. Rồi, tắt video nha mọi người.